Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng mọi người đến với mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ không nói chuyện về mùi hương, chúng ta sẽ không nói chuyện về nốt hương, mà chúng ta sẽ nói chuyện về một trong những yếu tố để tạo nên sản phẩm nước hoa, đó là nguyên liệu, mà ở đây là vanilla, một trong những nguyên liệu cực kỳ phổ biến trong nước hoa cả nam và cả nữ. Mình sẽ chia sẻ đến các anh em 4 điều các anh em nên biết về nguyên liệu vanilla này. Ok, let's go. Điều đầu tiên các anh em nên biết đó là vanilla là nguyên liệu gia vị đắt đỏ thứ hai trên thế giới hiện nay. Nó chỉ đứng sau mỗi saffron nhẹ Tây. Và hiện nay 80% số lượng vanilla đang được trồng ở Madagascar, và phần còn lại theo như mình được biết là ở Mexico và một vài nơi khác, nhưng chủ yếu là ở Madagascar. Để giải thích cho vấn đề tại sao vanilla lại đắt đỏ như thế thì có một vài lý do như sau. Cái thứ nhất, đó là hoa của vanilla là loại lưỡng tính, nó không thể tự thụ phấn được. Hiện nay chỉ duy nhất ở Mexico là nơi có thể trồng được hoàn toàn tự nhiên cây vanilla này mà không cần bất kỳ một sự tác động nào từ con người. Bởi vì cũng chỉ duy nhất ở đây là có cái loại ong Melipona. Loại ong này nó sẽ giúp cho hoa của vanilla thụ phấn đó. Còn lại số lượng đang được trồng ở Madagascar thì sẽ phải nhờ sự tác động từ con người. Có nghĩa là họ sẽ giúp cho hoa của vanilla thụ phấn bằng vài cái cách làm bằng tay, mà anh em có thể search trên một video mà mình sẽ để link ở dưới để các anh em có thể hiểu thêm. Bởi vì mình thật ra mình không phải là ngành, mình không phải là về nhà lâm nghiệp học, cho nên mình không biết phải giải thích như nào. Thế nhưng có nghĩa là họ sẽ phải một vài động tác bằng tay để giúp cho hoa vanilla thụ phấn được. Còn lại nếu không, nó không thể tự thụ phấn được. Và đấy là cái lý do đầu tiên. Lý do thứ hai, đó là hoa vanilla chỉ nở một lần duy nhất trong một năm, chỉ một ngày thôi. Do đó người nông dân ở Madagascar họ cũng sẽ chỉ có 24 giờ để có thể hoàn thành những cái thao tác để giúp cho hoa vanilla thụ phấn. Còn nếu không, nó sẽ héo và sẽ không có sản phẩm. Và đấy là một cái vấn đề rất là lớn. Lý do thứ ba, đó là do cái quy trình trồng cây vanilla này quá là gọi là cũng rất là mất công, mất thời gian. Do đó là nhiều khi người nông dân bản thân họ cũng không tiếp tục trồng giống cây này nữa, cho nên là vanilla nó bị đẩy giá lên rất là cao. Bởi vì sự khan hiếm, nhu cầu của thế giới thì rất là nhiều, thế nhưng cái thành phẩm tự nhiên thì lại không đủ để đáp ứng. Do đó nó cũng đẩy cái giá của vanilla lên. Điều đầu tiên các em nên biết đó là vanilla là nguyên liệu gia vị đắt đỏ thứ hai trên thế giới. Và nguyên nhân tại sao thì như mình đã nói ở trên, ba lý do giải thích tại sao nó rất là đắt như thế. Đấy là điều đầu tiên. Điều thứ hai các em nên biết đó là vanilla được sử dụng trong nước hoa hiện nay phần lớn từ niche, designer hay indie đều là nguyên liệu nhân tạo, không phải là nguyên liệu tự nhiên, mà đây là chất vanillin. Để giải thích cho vấn đề này thì như mình đã nói ở đầu video, giá của vanilla rất là đắt đỏ. Và cái thứ hai nữa, đó là khi chiết xuất ra từ vanilla thì cái tỷ lệ phần trăm của vanillin cũng rất là ít, 2% mà thôi. Và chắc chắn là so với cái nhu cầu chung của thế giới đã là không đủ rồi, chứ đừng nói gì là để riêng cho nước hoa cả. Thì ở đây cái chất vanillin này nó được phát triển từ những thế kỷ 19, có nghĩa là có một cái lịch sử rất là lâu đời rồi, được bởi hai nhà khoa học người Đức, đó là William Hamann và Karl Reimer. Đây là hai người đã thành lập ra công ty Symrise, một trong năm công ty hương liệu lớn nhất thế giới hiện nay. Và đấy cũng là một cái thông tin mình muốn cung cấp cho các anh em. 95% hoặc là gần như tất cả các cái nhà nước hoa hiện nay sử dụng vanilla là nguyên liệu nhân tạo, không phải là nguyên liệu tự nhiên. Bởi vì là mình vừa những cái lý do thì mình vừa nói ở trên rồi. Đó, đấy là điều thứ hai các anh em cần nên biết. Điều thứ ba các anh em cần nên biết đó là tầm quan trọng của vanilla trong thế giới nước hoa. Đã có một cái bài viết so sánh rất là ngắn gọn, nhưng mình cảm thấy là đã bao quát được hết những cái ý cần nói về tầm quan trọng của mùi hương này. Đó là vanilla là nhân tố X, là X factor trong các cái sản phẩm có sử dụng nguyên liệu này. Và mình thấy hoàn toàn là chính xác. Bởi vì Tom Ford Tobacco Vanilla, nếu như không có cái sự ngọt ngào, có sự mềm mại của vanilla thì chỉ riêng mỗi mùi hương thuốc lá mình sẽ cảm thấy nó thật là khét, khô và thô ráp. Nó sẽ khó tạo nên cái mùi hương có thể gọi là đỉnh cao nhất của nhà Tom Ford. Hoặc như ở đây thì mình có Parfum de Mali Pegasus, mùi hạnh nhân rất là sắc, rất là metallic, khá là hắc. Thế nhưng khi mà có vanilla thì nó đã mềm mại đi rất là nhiều. Hoặc như ở đây vanilla và kết hợp cùng với nhang tạo nên cái mùi hương rất rất là sâu lắng, ngọt nhưng không ngấy, và có một cái độ sâu thì dày và sâu lắng, người
nó gần như tạo nên một cái nét cá tính riêng, không bị đụng hàng với bất kỳ một chai nước hoa nào. Hoặc là như Perry Alice Oud Like Vanilla Absolute, một chai đối với mình là đỉnh cao giữa kết hợp giữa oud, trầm và vanilla, một mùi hương rất là độc đáo và không đụng hàng. Có nghĩa là ở đây so với cái kinh nghiệm của mình thì mình cũng luôn đánh giá rất là cao vanilla. Có rất rất nhiều mùi hương nếu như thiếu vắng nguyên liệu này thì sẽ rất là khó để tạo nên một cái mùi hương có thể gọi là đạt được thành công cao đó. Và cái nữa mình cũng xin nói thêm, đó là vanilla cũng là một trong những nguyên liệu tạo nên mùi hương của amber cùng với labdanum, benzoin và vanilla. Ba chất này nó tạo nên một cái người ta gọi là accord amber. Amber thì mình hy vọng sẽ có một cái video khác mình sẽ nói riêng về mùi hương của amber, bởi vì mình về cơ bản là mình thấy cũng khá là nhiều anh em đang bị nhầm lẫn về cái amber này, nhưng đây là câu chuyện khác. Còn trong video này thì mình đang nói về vanilla, và mình cũng nói thêm đây là mình chia sẻ với các anh em, đó là vanilla cùng benzoin và labdanum, đây là ba chất tạo nên cái accord amber. Bởi vì sau khi mà họ mix ba chất này với nhau thì nó tạo nên cái màu giống với màu hổ phách, do đó người ta gọi là amber đó. Thì chúng ta có thể thấy là tầm quan trọng của vanilla trong nước hoa rất rất là rộng lớn. Nó có thể làm nền, nó có thể làm nốt chính, gần như trong các nốt luôn. Tobacco, oud, gourmand, mùi thực phẩm, đâu đâu cũng thấy phải có là vanilla đó. Đấy là cái điều thứ ba các anh em mình muốn chia sẻ với các anh em. Thứ tư các anh em cần nên biết, đó là theo nghiên cứu của các nhà tâm lý học thì vanilla là một trong những mùi hương luôn gây cái sự dễ chịu nhất cho mọi người khi mà họ ngửi. Do đó khi mà các anh em cần một cái mùi hương mà lần đầu tiên chúng ta gặp, chúng ta đi đến một chỗ đông người hoặc là chúng ta đi cà phê với một bạn gái nào đó, thì nếu như chúng ta cần một cái mùi hương mà có thể gây cái sự dễ chịu cho mọi người khi mà ngửi thì vanilla là một trong những sự lựa chọn đáng để các anh em tham khảo. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ với anh em 4 điều mà các anh em cần biết về nguyên liệu vanilla. Đây là một cái chủ đề rất là rộng rãi, và để mà tổng hợp lại trong một cái video thì thực sự không phải là một cái vấn đề dễ dàng đối với mình. Do đó nếu như mà có một cái thông tin nào đó nó bị hơi bị lệch lạc một chút hoặc là nó còn chưa đủ thì mình rất hy vọng các anh em cùng comment góp ý đó, chứ ném đá, ném dao, ném lựu đạn đối với mình thì nó cũng thế mà thôi, không giúp được mình tiến bộ lên mà nó còn vùi dập cái cảm hứng của mình khi mà mình làm video về những cái chủ đề này. Mình rất là hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.